Ok, là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ năm nay câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là khoảng là chín con máy. Chín con máy này là máy hàng tiễn về, có máy câu lục có và những con còn lại là máy câu lua. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán máy thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, không cần cọc trước. Em có để số điện thoại trên bên đây. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại em hoặc kết bạn Zalo, Facebook. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đếm vô con thứ nhất. Con máy thứ nhất là một con Shimano Power. Hàng này là hàng hai cối, một cối 5 và một cối 3. Đây, con này Shimano Power 6.000, hàng gia băng. Đây, ngoại hình khá ok. Đây, mô bin là mô bin sống. Đây, xước sát đây tí nha, cái này chóc sơn thôi nha anh em, không ảnh hưởng gì hết. Con lăn còn khá ok, con lăn chống gói à, đây có hỗ trợ chống gói cước. Đây hàng xước sát với đất tí thôi. Đây em soi kỹ cận cảnh cho máy cho anh em xem luôn. Đây, hàng còn khá là ok nha anh em. Đây chín bụi, đây máy về em chưa vệ sinh. Đây đây em mua bên là mua bên sống, nhận cước ok, nấm tròn, nó hoạt động im mực, lắc nè, đó lắc là quay. Máy hỗ trợ ABS, cái ngược ok này thấy không, trả ngược nè, đó lắc nè, quay đó, đó. Đó. Nhìn lép là anh em đủ thấy độ mượt của máy này, không cần test nhiều. Mô bin là mô bin sống, ngoại hình ok. Con này là tiếp 5, một nồi tiếp 5 và một nồi tiếp 3. Đây tiếp 5 thông số cước, đây cước 4 mới được 250 m, cước 5 được 200 m, cước 6 được 170 m. Đây bìa, đây nồi này là tương đương với nồi 5.000 6.000, và một nồi phụ, một nồi phụ đi theo máy. Đây nồi này, đây nó xuất sắc đây tí, không phải xuất sắc mà muối ăn nhầm đây tí, không ảnh hưởng gì hết. Ngoại hình khá ok. Đây cước 2 giờ được 300 m, cước 3 giờ được 200 m, cước 4 được 150 m, nồi tương đương với nồi 4.000 à, đi theo máy là hai nồi khá ok. Đây máy thứ nhất giá công khai với anh em luôn là 2.400.000, máy thứ nhất giá công khai 2.400.000 nha anh em. Tiếp theo của mình là lên con máy tiếp theo là một con máy số 2. Con máy số 2 là một con máy Daiwa Phantom G. Đây ngoại hình khá ok, đây xước đầy tí, một nhất xước. Đất đây, đất xước đầy tí là 2 vết. Tất cả còn lại ok. Đây, con lăn phần này còn rất là bóng. Đây nấm là nấm Daiwa. Hàng hàng Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Đây ngoại hình khá ok, thân là thân nhôm. Nó bên là mô bên sống. Đó, hoạt động thì bao mượt. Tay quay tròn có mặt đạn. Đó, lắc rồi cũng quay nữa nè ha. Con này xây tương đương, theo em nhìn thì xây tương đương tầm khoảng 5.000 6.000. Xe tương đương khoảng 5.000 6.000 Shimano. Hàng này đang 3.500 BE. Hàng này chuyên cho anh em, hàng này là chuyên cho anh em đi co BE nha. Máy này thích hợp co BE. Con lăn làm đồng thao chống ăn mòn. Đây em sẽ cước cho anh xem. Đây cước, đây cước số BE số 2 được 300 m, BE số 3 được 200 m, rất là nhiều cước. Hàng này hàng chuyên cho đánh BE nha anh em. Đây ngoại hình khá là ok, khá là bóng. Xe tương đương con này 5.000 6.000. Hàng này cao, hàng này chuyên cho anh em đi câu lua, anh hoặc anh em đi đánh lục đầu cần á, rất là ok, rất là êm. Êm hơn những hàng máy Shiono cùng giá. Đây em đọc thông số trên hộp cho anh em coi, hộp còn rất là bóng nha anh em, máy full sách full hộp.
Đây, vòng tua là 4.9.1, thu dây là 682 cm. Đây, trọng lượng là 395 g. Đó, tải mát là nhắc bổng là 6 kg, diều cá tầm mười mấy ký là diều ok luôn. Đây, thông số cước dây. Đi theo máy là full hộp, full sắt. Hàng này là hàng tuyển chọn anh em. Đây, lông đền máy vẫn còn, sắt vẫn còn, hộp vẫn còn, hộp còn rất là bóng. Đó, một hàng đây qua full tâm 3.500 e, giá công khai luôn là 2.2 triệu nha anh em. Giá con này là 2.2 triệu. Máy số 2 là 2.2 triệu. Tiếp theo cho mình là con máy số, đây con máy số 3. Đây là một con Dawa Kit. Con này em clip trước em cũng đã đăng rồi. Lần này em gom lên cho đủ máy thôi. Đây, tặng be đi theo nồi luôn nha. Đây dây be. Màn hình khá là ok, xước xát ít. Đây, con này là con Kit 2500, xe tương đương với xe 3000 Shimano. Hoạt động trơn tru. Máy này là máy full hợp nha anh em. Máy hỗ trợ cốt trợ lực. Công năng cái này rất là ok. Công suất nhiều. Full hợp nha, hộp đi theo hộp này gồm có túi, sách hướng dẫn và lông đền. Không, máy không có lông đền, có túi sách hướng dẫn. Giá công khai luôn anh em, giá công khai máy số 3 luôn, giá 2 triệu. Đó, máy số 3 giá 2 triệu tặng bia theo nồi, hoạt động trơn tru nha anh em. Đó. Rất là mượt. Rồi, tiếp theo cho mình là một con máy số 4. Đây, con máy số 4. Một con Daiwa Kit Tewi Toy. Đây, hàng của Thái Lan xuất nhập. Cốt cho lực xuất đứt tí. Đây, con đang ok. Con này không bị xước luôn. Bởi vì là một cái cháu. Hoạt động là bao mượt nha. Đó. Đó, thấy không? Quá mượt, quá êm luôn, thấy không? Đó, quay ngược ok, quay tới ok nè, đó. Tay quay nhìn tay quay đâu vô rất là ngầu nha anh em. Tay quay là bằng nhôm, rất là nhẹ. Máy này nhẹ tầm khoảng 250-265 g thôi. Xe tương đương con này tầm 2.000. Giá công khai luôn là 2 triệu nha anh em. 2 triệu, máy số 4 2 triệu. Tiếp theo cho con máy là máy số 5. Máy số 5 vẫn có giá là 2 triệu nha anh em. Máy số 5 vẫn có giá là 2 triệu. Đây vẫn là một con Dawa Kit 2506. Đây, thông số cước đây anh em. Bia 0.8 được 140 m. Kêu rất là nghe, rất là phê nha. Đó. Hoạt động bao mượt, trơn tru, không rung lắc. Không nghe tiếng động lạ luôn nha. Đó. Hàng của Thái Lan xuất nhập nha anh em. Đây, đây là Carina Kit. Đây, tích xước rất là ít nha anh em. Con này tích xước bao ít luôn. Ngoại hình khá ok, con lăn ok. Đây. Hoạt động cho chu. Giá công khai luôn nha anh em, con này 2 triệu. Để cất ok, giá 2 triệu. Máy số 5. Tiếp theo là máy số 6. Khoảng là một con Daiwa Kit. Đây, cái máy số 6 là con Daiwa Kit. Đây, con Daiwa Kit này là con full hợp. Đây. Đây, bè 0.8 cũng được 140 m. Đây, đứt xước rất là ít. Tay tay quay đôi, hàng Thái Lan xuất nhập, hỗ trợ cốt trợ lực. Đây, rất là ok nha. Hoạt động thì em khỏi nói, mượt khỏi nói. Những máy này em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em.
Anh em kiểm tra mà quay không mượt như em quay trên clip thì gửi lên em. Quay ngược với tới ok nè. Đây máy này là máy full hợp. Giá bán mới là 26.400 yên, tầm khoảng 5 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Đây. Máy nặng là 240 gram nha anh em. Đồng tua là 4.7.1. Đây thông số hộp trên hộp đưa cho anh em xem. Giá công khai luôn, con này cũng là 2 triệu anh em, hoạt động bao mượt nha. Máy số 6 giá 2 triệu. Tiếp theo của mình lên là ba máy cuối cùng. Con máy này là con máy số 7, một con hàng Shimano. Đây hàng Shimano. CCC 3000, làm body rất là nhỏ nha anh em, body tầm khoảng 2000. Nhưng mà sức tải sức chứa của nó là size 3000. Cước 3 vô được 150 m, cước 4 được 110 m. Đó. Bây giờ anh em nhìn kỹ nha anh em, thông số hộp, thông số đây. Còn lăn ok. Qua hình xước đây tí. Bên đây không xước. Đất ok. Đó. Ngoài thứ ok, tay quay xước đây tí. Đó, tay quay có mặt đạn, nút châm dầu, hàng đời cao, hàng hỗ trợ copy trợ lực nha anh em, hàng hỗ trợ copy. Đây. Đây hàng này là hàng đời 205, hàng của Nhật nha anh em. Hàng chuẩn Nhật. Đó. Đây là mặt đạn của nó đây anh em. Hỗ trợ cốt trợ lực. Này hoạt động thì em bao, những máy này hoạt động thì em bao hoạt động chân chu. Những con này anh em nào về câu lua đến lục đầu cần cũng ok, quá êm luôn. Máy này hỗ trợ là hai nồi. Đây. Nồi rất còn bóng, còn rất là bóng nha anh em. Đó. Beamaster C3000 hàng Nhật. Những con này còn rất là hiếm, tại vì nó hết sản xuất nha anh em. Đây. Thông số hộp dòng tua là 5.0.1, nặng 245 g. Đây thông số cước đây. Đó, anh em tham khảo giúp em nha. Mọi bên sóng để cước ok. Quay tới ok. Quay ngược bao ok luôn. Quay tới thì bao. Giá công khai con này vẫn là 2.2 triệu nha anh em. 2.2 triệu. Hai nồi nha anh em. Máy full hộp, full sách, có túi luôn. Đó, có lồng rèn luôn. Đây lấy hộp cho anh em xem. Quân hộp quân sách có lồng rèn. Đây túi nó đây, lồng rèn nó đây. Đó, ngoại hình còn tầm khoảng 90% nha, 90-95%. Đây hoạt động cho anh em xem. Đó, không còn gì phải bàn. Đó, máy số 7 2.2 triệu. Tiếp theo của mình là hai con máy cuối cùng, hai con máy kit. Đây, con máy kit này có hỗ trợ đồ chơi đi theo phụ tùng. Đó. Đây, xước đầy tí, xước đầy tí. Đó. Con này 2000 để 4 xe tương đương với tầm 2000. Bê 0.6 được 100 m. Đây hoạt động đó, bao chân chu, bao mượt luôn. Máy hỗ trợ đồ chơi thì theo đây. Đúng không? Chống chống xước, chống ngã. Ok. Lấy cước ok. Quay ngược nào. Em bao mượt luôn, những máy này là em bao hết. Đó. Giá công khai luôn, con này là 1.4 triệu nha anh em. Đây tiếp máy số 8 1.4 triệu. Tiếp theo là con máy số này là máy số 9. Đó là con Daiwa Kit 004. Máy này thì không có phụ kiện đi theo, nhưng mà hoạt động thì em bao mượt hết. Những máy này em bao mượt hết. Máy lỗi cái nào thì em báo lỗi cái đó. Đây. Máy này hàng Thái Lan xuất Nhật cho anh em. Con này không có phụ kiện đi theo, ngoại hình xuất sắc tí. Đó. Giá công khai con này luôn 1.3 triệu.
Đi cướp ok nha anh em. Có anh em nào lô số nhá, cầm máy này câu rất là khỏe tay. Và trọng bao mượt. Nặng tầm 230 gram thôi. Ok, đó là tổng cộng 9 máy em lên cho anh em ngày hôm nay. Giá cả em đã công khai trên clip, hình ảnh, clip test cụ thể. Anh em cần máy nào thì liên hệ với em có để số điện thoại trên đây. Rồi, cảm ơn anh em nha.